Cậu ấy đang trên con đường. Đi chỗ khác đi, đục quái vật có cánh. Trở thành huyền thoại trong hành trình đi tìm chiếc lông vàng. Cùng tham gia với hoàng tử Ivandel và người bạn đồng hành tin cậy Bert. Cảm ơn nhé Bert. Khi cậu ấy thực hiện sứ mệnh của cuộc đời, đừng đi. Đừng khóc ạ. Đón xem chương trình mới Sứ mệnh anh hùng của hoàng tử dũng cảm Ivandel vào 12:30 trên các ngày cuối tuần, bắt đầu từ thứ bảy trên Cartoon Network.